Quý anh chị cần định giá xe cũ để đổi lấy xe mới, quý anh chị cần tư vấn hỗ trợ mua xe mới với giá tốt, quý anh chị cần hỗ trợ về ngân hàng để mua xe mới với lãi suất ưu đãi, quý anh chị hãy vui lòng liên hệ qua số điện thoại bên dưới để bên em sẽ hỗ trợ định giá, tư vấn và hỗ trợ cho quý anh chị về ngân hàng nhé. Trong clip ngày hôm nay em sẽ gửi đến quý anh chị chương trình ưu đãi dành cho chiếc xe Mazda 2 nhập nguyên chiếc từ Thái Lan này nha quý anh chị. Con này thì hiện tại là xe nhập và nhập Thái nguyên con, giá của nó hiện tại trên thị trường chỉ có 420 triệu, nếu mà quý anh chị lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh tạm tính là 487 triệu. Nếu quý anh chị mua trả góp thì quý anh chị trả trước giúp em là 150 triệu và mỗi tháng mình góp đâu đó tầm khoảng là 4,5 triệu thôi nha quý anh chị. Đây là cái giá mà quý anh chị có thể chấp nhận được ở chiếc xe ở phân khúc B mà xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với thiết kế chắc chắn, đầm chắc và cực kỳ bền như thế này thì Mazda 2 sẽ là một sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì con này đang được trang bị cho quý anh chị là cụm đèn pha là full LED nha. Đấy. Động cơ của nó đang trang bị cho quý anh chị là động cơ 2.5 lít và công suất phát ra của nó là 110 mã lực, đi đôi vô số tự động là 6 cấp nha quý anh chị. Và xe có chế độ bảo hành lên đến 5 năm hoặc là 150.000 km thì khi quý anh chị mua xe này về, quý anh chị có thể kết hợp chạy kinh doanh và dịch vụ luôn nhé. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là bộ mâm đúc hộp kim nha, đường kính mâm của nó là 15 inch nhé. Cả 4 phanh thì đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa. Đây, vỏ của nó đang sử dụng là vỏ Dunlop. Nhìn cái xe được bố trí và trang bị nhìn rất là đẹp. Gương chiếu hậu thì gặp điện chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ ở trên xe luôn nha quý anh chị. Chiếc xe này mà quý anh chị mua về kết hợp chạy với kinh doanh và đi gia đình thì rất là tuyệt vời luôn. Thứ nhất là cái chi phí quý anh chị bỏ ra nó rất là rẻ, đi đôi với cái đó là cái sự tiết kiệm. Con này đang sử dụng cho quý anh chị là động cơ Skytech nên vấn đề đi phố của nó cực kỳ tiết kiệm, mà so với các đối thủ thì nó rất là khỏe luôn nha quý anh chị. Đấy, và chế độ bảo hành nó lại rất là tốt nữa, khi mà mình bào mình chạy thì nó có, nếu mà lỗi của nhà sản xuất thì sẽ được bảo hành hoàn toàn miễn phí ở tất cả các Kia trên toàn quốc rồi, nên quý anh chị cứ yên tâm mà sử dụng cái dòng xe nhập này nha quý anh chị. Đấy, cửa gió điều hòa của nó là thiết kế xoay 360 độ được, và đây là cái chìa khóa của chiếc xe này đó, rất là tiện lợi nha. Và bên trong ngồi thì cũng rất là thoải mái thôi, không phải là gì là khó khăn cả. Con này thì sẽ được trang bị cho quý anh chị là ghế nỉ cao cấp nha, nỉ này cao cấp nên ngồi cảm giác rất là êm ái và rất là thoải mái. Và ở hàng ghế thứ hai thì quý anh chị ngồi nó cũng rất là ok luôn nhé. Đấy, còn không gian phía sau rất là rộng, em cao trên 1m7 mà ngồi vẫn rất là vô tư luôn nha quý anh chị, nên quý anh chị không phải sợ chặt đối với chiếc xe này đâu. Ở phía sau thì có chỗ để ly tách rồi này nọ thì vẫn đầy đủ hết cho mình nhé. Đây là cái bố trí ở cái khu vực hàng ghế đầu tiên, nhìn rất là thông thoáng. Hiện tại là cái màn hình của xe là màn hình CD nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị có điều kiện thì mình sẽ lên đổi thành cái màn hình DVD đi, thành màn hình Android luôn, mua của Zetech các bạn quý anh chị. Thì nó sẽ to hơn và nó sẽ có cảm ứng, thì mình sẽ sử dụng những tính năng trên đó nó sẽ ok hơn. Chứ hiện tại đối với chiếc xe này thì nó vẫn là màn hình CD nha quý anh chị. Phần đuôi xe cũng được thiết kế nhìn khá là dễ thương. Đấy, xe này là phân khúc sedan nha quý anh chị. Sedan nên là nó sẽ có khoảng cái không gian để đồ khá là rộng ấy. Đây, quý anh chị thấy cái khoảng không gian để đồ nha. Đi theo xe thì bên em sẽ tặng cho quý anh chị tấm lốp tốt chống thấm này để chụp oppo phía sau. Phía dưới thì sẽ làm nhà năm xe cua nhé. Nếu mà mình chở hàng cồng kềnh thì mình có thể gặp cái hàng ghế thứ hai này xuống để mình chở đồ cho nó tiện lợi nha quý anh chị. Đấy, mình thiết kế nhìn khá là ok và đang được rất là thị trường rất là ưa chuộng, với cái chi phí nó quá là hợp lý. Khi mà quý anh chị kết hợp chạy kinh doanh và đi gia đình thì con này là một cái sự lựa chọn quá là ok. Với xe nhập mà còn nhập nữa thì cái độ bền, chế độ bảo hành nó đang rất là tốt luôn. Và đây là khoảng không gian ở hàng ghế đầu tiên. Kính tài của nó sẽ là lên kính xuống kính bằng một lần chạm nha quý vị. Đấy, nếu lên xuống là tự động auto nha. Và đây là bố trí của cái ở khu vực hàng ghế đầu tiên. Cụm đồng hồ thiết kế nhìn khá là thể thao nha. Đó, điều hòa này, khởi động start top bằng một lần nhấn. Đây, đèn pha gạt mưa này. Đó là hệ thống điều hòa của xe. Chìa khóa, bố trí khu vực cần số nhìn khá là ok. Và đặc biệt là con này sẽ có thêm cái chế độ lái, con này sẽ lái trợ lực điện nhé. Mình có thể chọn được chế độ sport này để mình tăng tốc
mình cảm nhận được cái tốc độ của xe khi mà mình di chuyển nha quý anh chị. Đây, đó là khoảng không gian khi mà mình nhìn ra phía trước rất tốt ạ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em, cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ. Nếu mà quý anh chị cần mua xe hay cần tư vấn thêm về ngân hàng hay là cần định giá xe, cứ alo em.